Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên chúc cho quý vị thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì Khanh Béo TV cũng đã chia sẻ tới toàn thể quý ông bà, cô bác anh chị cái thông tin liên quan tới cái lễ tang của đồng chí Nguyễn Tuấn Cường. Thì kính thưa quý vị, là đồng chí Nguyễn Tuấn Cường là sinh năm 2004 và đồng chí sinh ra tại Bắc Nội, phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Và đồng chí đã nhập ngũ ngày 16 tháng 2 năm 2023 tại đơn vị tiểu đội 8, trung đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 3, trung đoàn 582, sư đoàn 350, quân khu 3. Và kính thưa quý vị, thì sau đây Khanh Béo TV sẽ cập nhật cho quý vị về một số cái nội dung cũng như là cái lý do tại sao mà đồng chí Nguyễn Tuấn Cường vừa mới nhập ngũ tháng 2 năm 2023 vừa rồi, mà tại sao lý do đồng chí lại qua đời. Thì cũng mong được tất cả chúng ta hãy công tâm bình luận, và chúng ta bình luận những chúng ta phải xem xét trước khi chúng ta bình luận, cũng như để theo dõi tận tình cái sự việc, cái tình huống và cái lý do tại sao đồng chí Nguyễn Tuấn Cường lại qua đời. Thì theo những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật được, thì sau đây Khanh Béo TV sẽ cập nhật cho các quý vị biết những cái thông tin lý do tại sao đồng chí Nguyễn Tuấn Cường lại qua đời. Mời các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung và chương trình. Bởi vì tôi thì không phải là một nhà báo, cũng không phải là một luật gia, vậy nên đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi nói về cái vụ việc đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường đã tử vong và đã được gia đình cùng đơn vị tổ chức cái lễ tang tại gia đình thuộc cái khu dân cư phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Như quý vị đã biết là hiện nay thì Internet và cái mạng xã hội và cái thời kỳ 4.0 thì nó phát triển như vũ bão. Thế thì đứng trước một cái thông tin nào đó thì mọi người cũng sẽ có những cái quan điểm và cái sự hiểu biết khác nhau. Thì cũng rất mong là quý vị có những cái sự phân tích, sự đánh giá một cách khách quan và biết chắt lọc các cái thông tin, đâu là những cái thông tin chính thống, đâu là những cái thông tin gọi là báo lá cải, thì và làm sao để phân biệt được cái đúng cái sai, để tránh những cái hiện tượng mà ví dụ như trong trường hợp của đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường đã tử vong, thì các cái thế lực thù địch hoặc là những cái tổ chức mà sẽ có những cái gây kích động, gây thù hằn. Thì trong video này tôi chỉ nói lên quan điểm cá nhân của mình là đứng trước một cái thông tin gì đó thì hãy sáng suốt lắng nghe và phân tích, hiểu được vấn đề và sẽ có cái nhìn đúng đắn. Thì kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, em Nguyễn Tuấn Cường cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, thì em Nguyễn Tuấn Cường lúc còn nhỏ thì ở với bố mẹ và được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và người thân trong gia đình. Sau khi học xong cấp 3 thì với truyền thống cách mạng, có ông là bộ đội chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nối tiếp cái truyền thống đó thì với mong muốn được cống hiến một phần sức trẻ của mình cho Tổ quốc, em Nguyễn Tuấn Cường cũng đã xung phong nhập ngũ và được trúng tuyển trong kỳ tuyển quân và nhập ngũ năm 2023 tại sư đoàn 350 thuộc quân khu 3. Thì cũng trong cái năm 2023 thì sư đoàn 350 được quân Cuba giao nhiệm vụ đón nhận và huấn luyện hơn 400 chiến sĩ mới tại đơn vị, và đã quán triệt huấn luyện đảm bảo đúng đủ theo nội dung kế hoạch và tận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp trong huấn luyện quân số. Đấy là cái thông tin mà tôi đọc được ở trên cái trang fanpage của quân khu 3 và cụ thể là của sư 350. Thì quay trở lại với cái vụ việc của chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường, theo gia đình em Cường trước khi
Em nhập ngũ thì em có một tình trạng sức khỏe và tâm lý bình thường. Và sau khi nhập ngũ thì ở trong đơn vị em là một quân nhân có kỷ luật tốt và tình trạng tâm lý sức khỏe không có gì khác so với các đồng chí chiến sĩ khác ở trong đơn vị. Nhưng sau một thời gian ở trong đơn vị thì em Cường hay có những biểu hiện mệt mỏi ở trong người. Và sau khi mà biết được cái tin này thì đơn vị cũng đã phối hợp cùng với gia đình đưa em Cường đến bệnh viện quân y và thăm khám, điều trị. Trong thời gian ở viện quân y thì tình trạng sức khỏe của đồng chí Cường có chuyển biến khá phức tạp. Các bác sĩ tiên lượng xấu. Thì lãnh đạo của bệnh viện cũng đã báo cáo lên cấp trên và thông tin cùng với gia đình phải tính đến cái phương án xấu nhất đối với đồng chí Cường. Thì cũng không nằm ngoài dự tính là đồng chí Nguyễn Tuấn Cường do cái mắc cái bệnh hiểm nghèo và đã không qua khỏi, về với tổ tiên ở độ tuổi 19. Thì sau khi các cái thủ tục đã được hoàn tất thì đơn vị đã phối hợp cùng với gia đình đưa thi thể của đồng chí Nguyễn Tuấn Cường về quê nhà tại phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương để làm tang lễ theo phong tục của người Việt Nam. Như vậy thì như quý vị cũng đã biết là cơ quan điều tra cũng như đơn vị và phối hợp cùng với gia đình đã kết luận nguyên nhân dẫn đến việc đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường tử vong là do mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù tình trạng sức khỏe của đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường trước khi nhập ngũ là bình thường, nhưng như ngày nay thì quý vị đã biết ấy, cái căn bệnh hiểm nghèo nói chung mà mình cứ gọi chung là như vậy, nhưng mà cụ thể nó là ung thư. Mà là ung thư thì có thể là ung thư bất kể một cái cơ quan nào ở trong nội tạng của một con người. Vậy nên khi mà trong cơ thể của mỗi con người chúng ta khi mà đã bị ủ bệnh rồi thì lúc đầu sức trẻ như của đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường thì có thể nó át đi, nhưng khi đến khi mà ở vào cái giai đoạn cuối rồi, trong cái thời gian nhập ngũ, lúc đấy là cái mầm bệnh nó phát triển rất mạnh ở trong cơ thể, thì lúc đấy bắt đầu nó mới phá ra. Chứ thế nên là cái nguyên nhân mà dẫn đến tử vong của đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường đó là do mắc bệnh hiểm nghèo, chứ không phải như một số những cái thông tin mà trước đây có những các đồng chí chiến sĩ cũng đã bị tử vong ở trong quân đội. Thì các cái thế lực thù địch cũng như các cái trang mạng không chính thống đã đưa lên trang mạng xã hội và bôi xấu hình ảnh của lực lượng vũ trang cũng như là bộ máy chính quyền của Đảng và Nhà nước ta. Thế thì trong cái video này, cái quan điểm cá nhân của tôi nói lên cái câu chuyện về cái chết của đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường đã được cơ quan điều tra cũng như các bác sĩ của bệnh viện quân y thuộc quân khu 3 cùng với gia đình là kết luận là nguyên nhân cái chết của đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường là do mắc bệnh hiểm nghèo. Vậy nên khi mà chúng ta xem những cái thông tin ở trên mạng, không gian mạng này, bây giờ với cái thời kỳ bùng nổ về Internet cũng như công nghệ 4.0 thì chúng ta phải biết chất lọc thông tin và hiểu được vấn đề. Quay trở lại với vụ việc của đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường thì sau khi mà bệnh viện quân y cũng như đơn vị đã bàn giao thi thể cho gia đình về quê nhà để làm lễ tang theo phong tục truyền thống, thì trong cái video trước Gió Ngàn TV đã gửi đến quý vị là cái lễ tang của đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường, thì cũng có rất nhiều những cái comment, những cái bình luận là hỏi là về nguyên nhân cái chết của
đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường này là như thế nào. Thì ngày hôm nay trong cái video này, Gió Ngàn TV cũng đã chắt lọc những thông tin và gửi đến quý vị, đó là sự ra đi của đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường. Xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường là ra đi là do mắc bệnh hiểm nghèo. Và trong cái lời cảm ơn của đại diện gia đình đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường phát biểu tại lễ tang, cũng đã có nói là con, em, cháu tôi do không may mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được các bác sĩ và gia đình chăm sóc cứu chữa, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, cháu, con, em, chúng tôi đã không qua khỏi và tạ thế, hưởng dương 19 tuổi. Quý vị có thể theo dõi cái video đầy đủ về lễ tang của đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường, thì quý vị cũng sẽ hiểu được là nguyên nhân dẫn đến cái sự ra đi của đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường là như thế nào. Và cũng trong cái video này, với cá nhân của Gió Ngàn TV cũng như là kênh của Gió Ngàn TV, thì xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể tang quyến của đồng chí chiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường. Lời chia buồn và không biết nói gì hơn, đây là một sự mất mát vô cùng lớn lao đối với gia đình đồng chí và đối với cả đơn vị và sư đoàn 350 của quân khu 3 đã mất đi một chiến sĩ. Gia đình thì mất đi một người con, một người cháu, một người em trong gia đình. Thì cho phép Gió Ngàn TV xin được gửi lời chia buồn và cũng cầu chúc cho hương linh của em Nguyễn Tuấn Cường sớm được vãng sinh tịnh độ, sớm được siêu thoát. Mong em yên nghỉ. Xin chúc quý vị là xem video và có những cái nhận định sáng suốt trong những cái thông tin mà ở trên không gian mạng cũng như những cái video gửi đến quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.